Ghê vậy ta. Đâu, khúc này mới ghê nè. Nếu đã không bàn bạc được với nhau thì hôm nay mình kết thúc ở đây. Sống chết có số mà. Kiếm ăn thì tụi mày không muốn, suốt ngày tụi muốn kiếm chuyện. Lâu ngày không ăn đập, tụi mày ngứa đòn lắm hả? Anh đi trên à? Hai ngày nay em nghe được tin tức nội bộ của chúng ta có không ít anh em trước kia là đàn em của thằng Mát. Tụi nó nói ngày hôm đó anh chơi như vậy là ép người quá đáng. Anh diệt cỏ mà không chịu diệt tận gốc. Anh thả thằng Mát về. Nếu như thằng Mát nó gom anh em lại báo thù anh thì sao? Anh rớt liền. Đây là câu cuối cùng tao muốn nói với mày. Đừng chọc điên tao. Chuẩn bị các kịch hay cho tụi bay xem. Tao muốn sống một cuộc sống bình thường. Khó khăn như vậy sao? Thì hôm nay mình kết thúc ở đây. Sống chết có số mà. Đó. Chuẩn bị các kịch hay cho tụi bay xem. Mày mới kêu ai là đại ca hả? Ngày nào anh cũng đâm đâm chém chém. Người lúc nào cũng máu me. Nếu mà sống thì còn đã bị công an còng đầu lâu rồi. Kiếm ăn thì tụi mày không muốn, suốt ngày tụi muốn kiếm chuyện. Lâu ngày không ăn đập, tụi mày ngứa đòn lắm. Tự bố nó là thằng nào, cuối cùng thì chỉ là một thằng yếu sinh lý. Điên này, mày thích vui không? Hả? Mày biết bố mày không? Ghê vậy ta. Đâu, khúc này mới ghê nè. Anh Mắc à, từ ngày á anh rời bỏ xã đoàn, không dính líu đến bọn xã hội đen nữa, anh thấy sao? Anh thấy rất là thoải mái, thấy yêu cuộc sống này hơn. Đặc biệt là từ lúc quen em, anh càng phải cố gắng phấn đấu để trở thành một người có giá trị. Đúng rồi á, cái hồi đó ngày nào anh cũng đâm đâm chém chém, người lúc nào cũng máu me. Mà không biết chết lúc nào. Mà nếu anh còn sống á thì chắc cũng bị công an còng đầu lâu rồi. Anh biết rồi mà. Chẳng phải bây giờ anh với em đang rất tốt hay sao? Mà anh phải hứa với em á, từ nay về sau không được dính líu tới bọn nó nữa. Giờ anh đã có em và anh đã có gia đình, cả thằng Mắc con của chúng ta nữa. Lỡ anh có gì em biết phải làm sao? Được rồi. Tôi, Đẹp Mát, tôi xin thề, có trời, có đất, có mây, có cỏ làm chứng. Từ đây về sau, không bao giờ dính líu tới bộ xã hội đen. Anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn. Một lòng yêu vợ, thương con. Anh xin thề. Thôi được rồi, cái đồ điên này, còn phải đặt thề với thốt nữa. Người ta đói rồi nè, còn không mau dẫn người ta đi ăn. Ok, anh biết rồi. Thì bây giờ anh sẽ dắt vợ anh đi ăn cái quán ăn mà vợ thích nhất nha. Với lại mấy người kia em sợ quá à. Có gì đâu sợ mày này. Chẳng phải em chỉ thích ăn mỗi cái này thôi sao? Nhưng mà nhìn vậy gì hết á.
Yên tâm đi, không sao đâu. Đại ca, lâu quá không gặp anh. Mày mới kêu ai là đại ca em hả? Thôi em kêu đồ ăn đi. Thôi thôi để em kêu. Anh biết anh thích ăn cái gì mà. Em cho anh này. Này này nữa, còn này lấy hết. Ok. Kêu full bàn đồ ăn cho em luôn rồi đó. Toàn là những món em thích. Cảm ơn nha. Em uống nước đi em. Tự nhiên em thấy lo lo sao á. Mấy người bàn bên. Có gì đâu sợ. Yên tâm đi. Anh nói rồi, có anh ở đây, em chả phải sợ gì hết. Cứ lo uống đi. Còn mấy chuyện người xung quanh, em đừng quan tâm làm gì. Để anh tính cho. Yên tâm nha. Chủ quán tính tiền. Đó, chuẩn bị các kịch hay cho tụi bay xem này. Đứng lại đó. Đâu phải hai tụi mày muốn đi ra khỏi đây là dễ đâu. Đừng mánh mắt, anh hứa với em rồi mà. Quy đề nè, ý của mày là sao? Có gì đâu. Chẳng qua là hôm nay tao may mắn, tao gặp được giang hồ khét tiếng, cho nên là tao muốn thử chơi với mày chút xíu. Thế này đó, được không? Ý mày là muốn đánh nhau đúng không? Không solo gì. Mày mày ghê. Tính nào thật đó. Sao mày cứ ngông cuồng hoài vậy hả? Có bao giờ mày nghĩ cho người con gái ở phía sau lưng mày chưa? Thằng Đăng. Vì ý của mày là như thế nào? Nói đi. Được. Mày cũng từng là đại ca khét tiếng đúng không? Chắc tao nói ít mày hiểu nhiều. Bây giờ vậy. Mày quỳ xuống đây. Bò từ đây ra ngoài cổng. Mày vừa bò, mày vừa nói: tao là chó, tao là con chó. Thì tao bỏ qua, tao cho mày đi về. Nhỏ rồi đúng không? Tao biết mày làm được mà. Còn không thì chuyện gì tới nó tới, tao cũng biết nữa. Mà anh phải hứa với em á, từ nay về sau không được dính líu tới bọn nó nữa. Giờ anh đã có em, và anh đã có gia đình, cả thằng mắc con của chúng ta nữa. Lỡ anh có gì em biết phải làm sao? Quyền à,
Tao đồng ý. Phải vậy không? Đồ chó. Anh Mark, đừng mà. Đừng mà. Quỳ đây. Tính ra mày cũng nghe lời ấy chứ hả? Bao làm cho gì? Anh Mark. Cái gì? Mày nói cái gì rí rí tao không nghe đâu coi. Mày nói lớn lên coi. Tao là con chó. Tao cũng chưa nghe rõ lắm. Mày nói lại tao nghe coi. Tao là con chó. Mày, tụi mày có nghe gì mà? Chưa nghe gì. Lớn không? Chút xíu rồi. Tao là con chó. Phải vậy. Ê chết. Tao lỡ tay. Nhưng mà bây giờ có đường thẳng đi ra. Biết sao giờ? Đừng mày mất. La lên. Tao là con chó. Hồi đó, ngày nào anh cũng đâm đâm chém chém. Người lúc nào cũng máu me. Mà không biết chết lúc nào. Mà nếu anh còn sống á, thì chắc cũng bị công an còng đầu lâu rồi. Tôi xin thề, có trời, có đất, có mây, có cỏ làm chứng. Từ đây về sau, không bao giờ dính líu tới bụi xào đen. Anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn. Một lòng yêu vợ, thương con. Anh xin thề. Bọn nó nữa. Giờ anh đã có em, và anh đã có gia đình, cả thằng mắt con của chúng ta nữa. Lỡ anh có gì, em biết phải làm sao. Ngon lắm chó con. Đi. Anh đi trên à? Em có chuyện muốn nói với anh, nhưng mà em không biết có nên nói hay không. Có gì mày nói mẹ đi, rườm rà quá. Hai ngày nay em nghe được tin tức nội bộ của chúng ta có không ít anh em trước kia là đàn em của thằng Mát. Tụi nó nói ngày hôm đó anh chơi như vậy là ép người quá đáng. Anh diệt cỏ mà không chịu diệt tận gốc. Anh thả thằng Mát về. Nếu như thằng Mát nó gom anh em lại báo thù anh thì sao? Anh sẽ không ngồi được cái ghế đại ca đó nữa đâu. Anh đi trên à? Anh rớt liền. Biết. Anh đi trên à? Anh nên suy nghĩ lại những gì em nói đi. Có chuyện gì vậy anh?
Bỏ tao đi rồi. Chị vô bên đây. Tôi chơi kia cái coi nè. Mày thích vui không? Mày biết bố mày ai không? Hả? Bố mày là thằng nào? Hả? Em xin lỗi anh. Em chết dạy. Em biết bố em là ai. Tao tưởng bố nó là thằng nào, cuối cùng cũng chỉ là một thằng yếu sinh lý. Biến mày. Dạ. Bi da gì hả? Mà nóng nực lại chặt em nữa. Nhắm á mà kinh doanh không được á thì dẹp mẹ đi. Sao ngồi đây mình thiếu gì? Với lại quán mình sao hôm nay đóng cửa sớm vậy? Đám người đó lại tới quán mình phá rồi. Còn đập hết đồ đạc ở đây nữa. Chắc là mình không làm ăn được ở đây nữa đâu. Hay là mình chuyển đi nơi khác sống đi. Ngốc à. Một người đàn ông mà không bảo vệ được người phụ nữ của mình, Vậy thì làm đàn ông làm gì chứ? Em cứ yên tâm ở nhà quản lý tốt là được. Còn những chuyện ngoài lề để đó anh lo. Hiểu chưa? Alo, tại sao tụi bay làm việc không theo quy củ gì hết vậy? Sao lại qua địa bàn của tao mà phá chứ? Nè, mày nên nhớ, muốn làm gì thì làm, né địa bàn của tao ra, nghe rõ chưa? Vậy được, tao muốn ngày mai tụi mình gặp nhau để giải quyết luôn chuyện này, ok?
Sao mày đơn thương độc mã vậy? Tao muốn sống một cuộc sống bình thường. Khó khăn như vậy sao? Nếu đã như vậy thì mày phải nói cho tao biết tao phải như thế nào thì mày mới buông tha cho tao. Được, để tao nói cho mày biết. Bây giờ mày biến khỏi địa bàn này, tao tha cho. Nếu đã như vậy thì tao cũng muốn nói cho mày nghe luôn. Đã là đàn ông thì phải biết bảo vệ bốn thứ. Thứ nhất, trong nhà phải có cha mẹ. Thứ hai, dưới chân là phải biết bảo vệ lãnh thổ của mình. Thứ ba, là phải bảo vệ những người anh em của mình. Thứ tư, là người phụ nữ mình yêu thương. Nếu đã không bằng bạn được với nhau thì hôm nay mình kết thúc ở đây. Sống chết có số mà. Kiếm ăn thì tụi mày không muốn, suốt ngày tụi muốn kiếm chuyện. Lâu ngày không ăn đập, tụi mày ngứa đòn lắm hả? Cái này là mày ép tao nha. Đây là câu cuối cùng tao muốn nói với mày. Đừng chọc điên tao. Tôi bị kênh tình yêu. Subscribe đi, tôi ra tập 2 cho coi. Ok. Ngon, Diễn, để vô nè. Đây kìa. Lâu quá không gặp anh. Từ từ từ. 3, 2, 1. Anh đi, cái mặt em phải sợ sợ lên chứ hả? Sợ lắm rồi đó. Hả? Sợ lắm rồi. Sợ lắm mà cười quá vậy. Rồi, sao cửa ra chuột. Có gì mày nói mẹ nó đi. Hai ngày nay em nghe ngóng được tin tức rồi. Anh quên thoại mẹ. Vung thấp xuống, vung thấp xuống, vung xuống. Mạnh lên. Rồi, 3, 1, né. Né nhì. Vô. Hay quá anh ơi. Ê, cái giò rộng kìa, hẹp mẹ lại dưới nhá. Cái giò ở đây, tôi có ai nè. Hẹp lại nó, hẹp nó nhì. Hẹp cái chân lại nhì. Rồi, rồi, được rồi, đó được rồi. Quá xíu. Chạy. Rồi. Rồi. Rồi mấy ông chạy. 3 2 1 dễ. Nè. Nè. Xe. Đâu, khúc này mới ghê nè.